Cháu uống đi. Phải vất vả lắm mẹ cháu mới đưa được cháu về đây đấy. Được ăn sung mặc sướng như thế này không thích, lúc nào đòi về bố là thế nào? Cháu không thích đâu, cháu thích về quê về bố cơ. Từ từ rồi cháu sẽ thích ở đây. Đến khi bố đón ý, lại không muốn về nữa ấy chứ. Alo, à đến rồi à? Rồi rồi rồi, chờ tôi một tí nhá. Ngồi đây ăn bánh, uống sữa đi, bác ra lấy hàng nhá. Cần xem màu này có hợp với bác không? Hợp chưa? Đấy. Giờ bác vào thử áo nhá. Không được chạy ra ngoài đâu đấy. Cửa bác khóa rồi, có gào lên vô ích thôi. Hiểu chưa? Alo, Ngân à, con đang ở đâu? Cứ bình tĩnh, con đọc địa chỉ cho bố. Được rồi, cứ bình tĩnh thôi, bố đến ngay nhá. Đây. Anh ơi, cho em xin cái mũ anh ơi. Ngân ơi! Ngân! Bố! Này! Ui, im miệng đây! Này! Nghe bác không bắt nhốt ở trong phòng bây giờ! Ngân! Bố đây! Ngân! Anh làm cái con... trò gì đấy à? Con tôi đâu? Nó cũng là con của tôi đấy! Cô không có quyền! Anh tước đi quyền nuôi nấng con bao nhiêu năm này của tôi chưa đủ à? Để nó lại đây cho tôi sẽ chăm sóc nó nên người! Cái loại cô mà nuôi được con nên người à? Loại như tôi thì làm sao? Tôi có như thế nào? Tất cả cũng là tại anh đấy. Nếu anh là người tử tế thì tôi đã chẳng phải đi tìm người khác. Bố ơi. Lên đây, bố đây. Anh ra đây cho tôi. Bỏ ra. Thúy. Thúy ơi. Thúy ơi. Anh